Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 15 tháng 6. Cứ 10 doanh nghiệp tại Việt Nam thì có 9 thực hiện chuyển đổi số. Theo tin tức từ nghiên cứu triển vọng doanh nghiệp của UOB năm 2023 về doanh nghiệp SME và doanh nghiệp lớn, cứ 10 doanh nghiệp tại Việt Nam thì có gần 9 doanh nghiệp đã chuyển đổi số tại ít nhất một bộ phận. Tuy nhiên, thách thức chính của các doanh nghiệp là việc nhân rộng các nỗ lực số hóa của họ từ một hoặc một vài phòng ban sang toàn bộ doanh nghiệp. 41% doanh nghiệp SME được khảo sát cho thấy nhu cầu cần được hỗ trợ để kết nối với các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ phù hợp. Và 37% doanh nghiệp SME cho rằng họ cần tiếp cận với kiến thức và chuyên môn phù hợp để tháo gỡ các vướng mắc trong hành trình số hóa của mình. Để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ này, UOB FinLab, một chương trình tăng tốc đổi mới của UOB, vừa ra mắt tại Việt Nam. Chương trình đặt mục tiêu thu hút sự tham gia của 5.000 doanh nghiệp tại Việt Nam trong vòng 3 năm tới thông qua các sáng kiến đổi mới về số hóa và bền vững. Mục tiêu chính hỗ trợ doanh nghiệp tăng doanh số bán hàng thông qua thương mại điện tử và mở rộng phạm vi phục vụ khách hàng trong khu vực. Tháo gỡ vướng mắc đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Theo công văn đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải về phương án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua thành phố Hải Phòng và đoạn qua tỉnh Ninh Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Tổng Thư ký Quốc hội. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan, địa phương liên quan hoàn thiện hồ sơ, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, trong đó bao gồm phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua thành phố Hải Phòng và đoạn qua tỉnh Ninh Bình, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định. Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng có chiều dài khoảng 109 km, thuộc nhóm các tuyến đường bộ cao tốc khu vực phía Bắc, với điểm đầu tại đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, thành phố Ninh Bình, điểm cuối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quy mô mặt cắt ngang 4 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hút vốn từ Malaysia. Tin tức từ Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 tháng đầu năm 2023, Malaysia có thêm 5 dự án đầu tư được cấp mới vào thành phố với tổng số vốn đầu tư 427.000 đô la Mỹ. Tính lũy kế đến hết quý 1 năm 2023, Malaysia đã có 329 dự án đầu tư vào thành phố với tổng số vốn gần 4,9 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 6 trên tổng số 116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào thành phố. Về thương mại, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2022 của thành phố và Malaysia ước đạt trên 5,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 8% so với năm 2021. Trong nhiều năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là địa phương dẫn đầu về vốn đầu tư của Malaysia tại Việt Nam. Hiện Việt Nam và Malaysia đều là thành viên của các hiệp định thương mại thế hệ mới, bao gồm Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN và Khu vực Thương mại Tự do ASEAN. Nga gọi cáo buộc của Ukraine tại Tòa án Thế giới liên quan chuyến bay MH17 là hư cấu. Ngày 15 tháng 6, một luật sư của Nga bác bỏ lời giải thích của Ukraine về vụ bắn rơi chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia trong các phiên điều trần của Tòa án Thế giới hồi đầu tuần này. Phía Nga gọi các cáo buộc của Ukraine là hư cấu. Cụ thể, Ukraine cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước chống khủng bố của Liên Hiệp Quốc khi trang bị và tài trợ cho các lực lượng thân Nga, bao gồm cả lực lượng dân quân đã bắn rơi chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn của MH17 đã thiệt mạng vào tháng 7 năm 2014. Bill Gates có mặt tại Trung Quốc để gặp ông Tập. Theo hai nguồn tin của Reuters, tỷ phú Bill Gates, đồng sáng lập tập đoàn Microsoft, sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 16 tháng 6. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên của ông Tập với một doanh nhân nước ngoài trong những năm gần đây. Nguồn tin cho biết đây có thể là một cuộc gặp riêng. Một nguồn thứ ba xác nhận họ sẽ gặp nhau nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.
Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.